thuốc rẻ tiền giúp thải sạch tinh gan mỡ, máu mỡ, men gan cao mà rất nhiều người chưa biết. Đó chính là cốc nước này đấy anh chị, vừa nóng hổi và vừa thơm giống như là trà vậy đó. Nhưng mà là tại sao nó lại có thể giải quyết được cái vấn đề gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và giúp hạ men gan thì các anh chị hãy cùng Trang xem hết video này nhá. Các anh chị có thể thấy là trên tay Trang đang cái cầm cái gói thảo dược Đông y Minh Nguyệt này, nó sẽ hỗ trợ cải thiện các vấn đề về gan mỡ, máu mỡ, men gan cao. Các cái thành phần của nó thì hoàn toàn từ tự nhiên quanh ta, như là cà gai leo, diệp hạ châu, xạ đen, lồng đèn, mướp đắng rừng, vỏ bưởi, lá đơn và một số những thành phần bí truyền khác. Tác dụng của nó thì nó sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề về máu mỡ, gan mỡ, men gan cao, các cái vấn đề về viêm gan, phục hồi chức năng gan và hỗ trợ đưa các cái chỉ số mỡ máu, mỡ gan, men gan về cái mức bình thường luôn đó các anh chị. Và những anh chị nào mà chúng ta đang bị ngứa ngáy ấy, thì dùng tầm tuần thôi là hiệu quả vô cùng luôn. Và khi mà các anh chị đi đo lại các cái chỉ số của mình sẽ thấy là các cái chỉ số của mình nó sẽ về cái mức bình thường luôn, rất là tuyệt vời luôn. Anh chị nào mà chúng ta đang cần cải thiện các vấn đề về mỡ máu, gan mỡ, men gan thì chúng ta hãy sử dụng cho Trang một liệu trình hai gói nhé, liên tục trong vòng một tháng. Thì Trang có để sẵn ở bên phần giỏ hàng, nếu như mà anh chị cần đặt thì chúng ta có thể qua bên phần giỏ hàng để đặt hàng. Còn nếu như mà anh chị nào cần hỏi thêm Trang về cái thảo dược này thì mọi người có thể hỏi ở phía dưới của video này, Trang sẽ hướng dẫn chia sẻ và đồng hành cùng với anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.